Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với podcast văn học nghệ thuật của Báo Hà Tĩnh. Chương trình có tại địa chỉ baohatinh.vn và kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Thưa quý độc giả, tác giả Trần Ngọc Diệp, tên thật là Trần Thị Diệp, quê ở xã Phú Phong, huyện Hương Khê, là giáo viên ở trường Trung học Phổ thông Phúc Trạch, Hương Khê. Chị là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh. Đọc văn của chị, ít ai biết chị là giáo viên dạy toán. Ngọc Diệp đã ghi dấu tên tuổi của mình bằng những tác phẩm được đăng tải trong các tập sách, báo, tạp chí, giành một số giải thưởng như giải tư cuộc thi 40 năm rực rỡ tên vàng do Báo Lao động tổ chức năm 2021, lọt vòng chung khảo cuộc thi truyện ngắn Lừa Mới của tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 2019 và cùng một số giải thưởng các cuộc thi trong tỉnh. Trần Ngọc Diệp là cộng tác viên quen thuộc của Báo Hà Tĩnh. Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với truyện ngắn Phía Đó Là Nhà của chị. Bài viết đăng trên Báo Hà Tĩnh cuối tuần ngày 9 tháng 8 năm 2024. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự thể hiện của giọng đọc Trâm Anh. Chiếc quay lắc lư tránh những vệt ổ gà lổ nhổ trên mặt đường nhựa, làm Khanh cũng lắc lư theo. Bác ơi, ta đi chậm thôi. Khanh vừa nói với người lái xe ôm, vừa đưa tay vào túi rút điện thoại. Đã hơn 5 giờ chiều nhưng trời vẫn còn nắng. Cái nắng mùa thu không dữ dội mà dịu dàng, dai dẳng, đặc sánh như rót mật vàng. Khanh cất điện thoại trở lại. Không tin nhắn, không cuộc gọi. Có lẽ hết thật rồi. Quang chẳng còn nhớ tới cô dù chỉ một chút. Thậm chí mấy dòng tin cô đăng, anh cũng chẳng buồn ghé vào xem. Như khi anh đột ngột ngừng hút thuốc lá vì hết vui. Bỗng dưng bỏ câu cá vì thấy chán. Rồi một ngày anh nhắn, mình chia tay đi. Khanh hỏi tại sao? Anh bảo hết yêu. Vậy thì chia tay thôi. Khanh biết thế là hết, chẳng cần lý do nào. Sự tự trọng và tổn thương khiến cô không níu kéo. Nhưng cảm giác đau đớn là thật, nó bám lấy Khanh, vần quanh Khanh trong thành phố mùa thu sớm mai chớm lạnh. Thêm một dự án sắp hoàn thiện bỗng bị đối tác từ chối. Tất cả đến cùng một lúc khiến Khanh muốn gục ngã. Nhiều lúc bước chân liên tiếp dẫm lên gai mà cứ phải đi. Đêm qua gọi cho mẹ, Khanh cố tỏ ra mình ổn. Một giọt nước mắt sẽ kéo theo những vỡ òa. Nhưng sáng nay thức dậy, nhìn bức tường vàng bám những hạt sương li ti qua ô cửa kính phòng trọ, Khanh thấy đơn độc và tranh trao đến lạ. Cô gửi email xin nghỉ phép vài ngày, rồi xếp vội ít quần áo ra bến xe. Rặng tre già hiện ra sau khúc cua, báo hiệu đã sắp về tới làng. Lòng Khanh rộn lên một cảm giác nao nao. Con dốc này, bụi tre này, trong ký ức của Khanh sao thân thương quá đỗi. Đôi khi giữa giấc mơ nào đó, Khanh thấy mình đang chạy, chạy mải miết trong sương mù rây rây, phủ mênh mang trắng xóa, chạy cho đến khi cái bóng xanh sừng sững của bụi tre chắn ngay cửa làng đột ngột hiện lên, làm Khanh bừng tỉnh. Sắp tới chưa cô nhỉ? Sắp tới rồi bác. Xuống con dốc này, lên con dốc kia, chạy qua tầm 10 ngõ là nhà cháu ạ. Bác xe ôm lặng lẽ nhấn ga, xe chạy qua cánh đồng xanh ngăn ngắt. Những thửa đỗ đang vào vụ thu hoạch, ngọn trĩu quả còng xuống hai bên vệ cỏ. Thơm quá, cơn gió thổi ngang mang theo mùi ngai ngái ngọt ngọt của đỗ xanh lẫn mùi cỏ nắng. Xe lên dốc
thì cánh đồng cũng khuất. Lối này chỉ có nhà ở một bên, bên còn lại là rặng tre. Phía dưới rặng tre là đồng cỏ trải dài mênh mông. Vài chú trâu bò đang thong thả gặm cỏ trong nắng chiều. Mười nhà mà lâu thế hả cô? Dạ, đây vườn rộng, dân thưa, hơn ngoài thị trấn nhiều bác à. Rộng rãi như này tôi thích lắm. Bác xe ôm nói xong thì cũng tới. Cánh cổng sắt sơn xanh hiện ra dưới vòm hoa giấy, hai cột cổng phủ rêu khuất sâu vào phía trong. Hình như không có ai ở nhà. Khanh chào bác xe ôm rồi bước xuống. Một cảm giác ấm áp quen thuộc dâng lên khiến Khanh thấy bồi hồi khó tả. Về rồi, con về rồi đây. Dường như những hạt bụi nỗi buồn đã nằm lại phía sau con dốc. Khanh lần tay xuống viên đá nằm úp vào góc bụi hoa giấy rờ rẫm. Nó sẽ ở đây thôi, Khanh tự nhủ. Một vật lạnh buốt chạm vào tay, chiếc chìa khóa. Cô lấy tra vào ổ rồi mở cổng bước vào nhà. Căn nhà sạch sẽ và vuông vắn nằm cách cổng một lối đi bằng gạch đỏ. Hai bên tùm cây trái. Những quả mít lúc liều trông thật vui mắt. Khanh vỗ vỗ vào chúng trên lối đi như thói quen, chờ tiếng kêu bồm bộp. Sát với sân là hàng cau sai trĩu, mấy khóm hoa mồng gà lác đác nằm xen bụi hồng, khoe sắc rực rỡ. Có tiếng sủa lách cách từ bếp vọng đến, tiếp theo là một đàn chó con ùa ra nhảy loạn xị ngậu. Con kêu gừ gừ, con nhe đanh sủa. Cha, bé Milu nhà ta có con rồi cơ à? Milu, Milu! Khanh quờ tay định bế một chú cún, nhưng bọn chúng vội vàng tản mất. Lúc này con chó mẹ mới lững thững đi ra. Nó nhìn Khanh vẫy đuôi, chưa kịp làm gì thì đàn con đã sán lại đòi bú. Mày hay lắm nha Milu, chả chịu trong nhà gì. Tao vào đến đây rồi còn chờ kêu nữa, lỡ có trộm thì sao? Khanh mắng vốn con chó rồi bước lên thềm. Một cảm giác mát lạnh ùa vào lòng khiến Khanh thấy bình yên quá. Cô đặt túi lên chiếc ghế kê ngoài hiên bố vẫn thường ngồi hóng gió. Đi ra bể nước cạnh giếng vặn vòi nước, vốc một vốc ấp lên mặt. Nước mới mát làm sao, Khanh dạo quanh ngôi nhà. Cửa nhà trên đã khóa, chỉ còn bếp đang mở. Chắc mọi người đi làm đồng chưa về. Khanh vào bếp, cô mở thùng gạo cắm cơm. Trong củi còn nồi thức ăn, Khanh định nhóm bếp đun, chợt thấy trời còn sớm lại thôi. Khanh rảo bước ra vườn, đàn gà lục tục kiếm ăn bên gốc chuối. Cạnh giếng, những vạt rau dền đã trổ bông sắp lội, vạt mồng tơi và rau muống vẫn xanh Gần đó vài thửa nhỏ, mẹ đã đánh luống đất bông lên xốp mịn li ti, chuẩn bị trồng rau cải vụ thu đông sắp tới. Trời ngả dần bóng hoàng hôn, trên khắp đường làng rộn ràng tiếng người đi làm đồng về, cười nói, tiếng xe máy, xe lôi, lẫn tiếng xe bò lăn lộc cộc. Không biết bố mẹ làm ở đồng nào, còn cái thao giờ này đi đâu cũng chưa về nữa. Ở nhà chờ cũng trộn rộn, Khanh bước theo con đường dẫn xuống đồng cỏ chăn nuôi gia súc. Xuyên qua đồng cỏ là lối đi dẫn tới bờ sông. Hồi còn nhỏ, Khanh được mẹ giao giữ bò ăn cho no, khỏi chạy sang phá lúa, phá hoa màu, trồng gần bãi. Cái thao nhỏ hơn, quét dọn sân ngõ trong nhà. Ấy thế mà bố mẹ đi làm đồng, là Khanh hí hửng chạy theo đám con trai trong xóm, đi đổ dế. Săn dế mùa thu thì còn gì bằng, con nào con nấy béo mộng, bắt xong chọn con cứng cựa nhất, thi đá với nhau. Đến khi tụi con trai đem dế chiến binh ra nướng thì Khanh khóc lăn khóc lóc. Nghĩ lại chuyện đó, Khanh bất giác mỉm cười. Có hôm cái thao cũng chạy đi bắt dế, hai chị em mê mải đổ nước thì bò ăn mất vạt ngô nhà bà Lũng. Trận ấy bố cho hai đứa chục roi, mẹ phải chạy ra xin mãi.
Kìa, cái khanh, về khi nào thế? Bà Mân tay nách cái mùng to, quần sắn bên cao bên thấp, vừa đi vừa hỏi lớn. Dạ, cháu mới về bà ạ. Biết cụ bà hơi nặng tai nên khanh nói rõ to. Đây 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 đây, dân thành phố về biết mò ra đồng ngay. Lại đây, bà cho mấy củ sắn mới đào, đất ven sông trồng sắn này ngọt lắm. Bà cụ đặt cái mùng xuống, lựa vài củ sắn căng tròn đưa cho khanh. Dạ, thôi, thôi cụ ơi. Nhà bà Mân nằm sát nhà khanh. Các con vào miền Nam làm ăn, mỗi Tết Nguyên Đán mới về một lần. Dạo nhỏ, mỗi khi bị mẹ mắng, khanh thường chui sang ngủ trong cái thúng bà Mân. Có khi làm cả nhà hoảng hốt tìm khắp xóm. Mới đầu năm thấy cụ còn nhanh nhẹn, giờ mới chớm thu gặp lại đã bước thấp bước cao thế này. Nghĩ đến đó khanh chợt thấy ngậm ngùi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ai rồi cũng già đi, chỉ có tình người chốn quê này còn ấm mãi. Đây, cầm lấy, tối mày nhớ sang bà chơi. Bà Mân dúi mấy củ sắn vào tay khanh, rồi chậm chậm đi lên dốc. Một bên ống quần đã bạc, tuột xuống che ống chân gầy khẳng khiu, chi chít vết đồi mồi, lẫn dấu bùn còn chưa phai. Khanh cất mấy củ sắn rồi nhanh chân bước nhanh phía sau, đỡ lấy cái mùng sắn xách vào nhà cho bà. Chao ôi, cái mùng nhỏ thế mà nặng. Khanh đỡ một bên hông đến vẹo cả người. Xong xuôi khanh lại quay ra cánh đồng. Bóng chiều ngả qua những ngọn tre xì xào trong gió. Hoàng hôn buông màu đỏ thẫm nơi rạn núi phía xa. Những đám mây màu cam đất lập lờ cuối viền trời. Khanh đi tới bờ sông, con sông quê hương đã bao lần tuổi thơ khanh tắm mát. Những buổi chiều hè, những đêm trăng sáng, dòng trong mắt rượi ôm vào lòng những đứa trẻ đồng quê thao thiết. Khanh ngồi bên vệ cỏ, thả chân xuống dòng nước xanh trong. Bao muộn phiền của ngày qua dường như cũng trôi theo dòng nước. Cô nhặt một hòn sỏi ném chạy vài vòng trên mặt sông, chờ đến khi nó lặng chìm xuống đáy. Ơ, chị Khanh, chị Khanh! Giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là cái Thao. Nó nhảy cẫng bên kia sông, tay khua rối rít. Cách đó một đoạn, hai bóng người đang cúi vác hai bao tải chợt khựng lại, ngẩng nhìn sang chỗ khanh đang đứng. Là bố và mẹ. Hóa ra chiều nay cả nhà đi hái đỗ chín nơi ruộng vợi phía bên sông. Khanh giơ tay vẫy vẫy, khúc sông băng sang đồng khá nông. Chỗ lội mùa cạn này sâu nhất cũng vừa ngập lối. Ơ, chị Khanh về mà không báo trước để đi đón. Ơ, chị Khanh! Cái Thao lội tới nơi cứ sồn sồn hết cả lên. Nó nhảy tưng tưng vui sướng. Khanh đỡ hộ bao đỗ trên vai mẹ xuống bờ sông. Nhìn khuôn mặt mẹ sạm đen nắng chiều, ướt những vệt mồ hôi chảy dài trên má, Khanh thấy khóe mắt cay cay. Về mệt lắm không con? Bố ôn tồn hỏi. Khanh cười lắc đầu. Dạ, con không mệt đâu. Khanh làm sao mà mệt được? Nhìn bố mẹ và em Thao, Khanh như thấy cả bầu trời nắng thu xanh ngắt. Những vất vả của mẹ, tình yêu của bố như gánh hết mọi muộn phiền dông bão đời Khanh. Ta về thôi. Lát mẹ nó coi gà vào chuồng chưa, bắt con gà trống tía thịt cho cái Khanh ăn. Bố đi phía trước, ba mẹ con tiếp theo sau. Trên con đường vắt qua đồng cỏ, bóng tối đã bắt đầu phủ lên một màn đêm mờ ảo. Đâu đó những hạt sương thu rơi rớt, mang theo hơi lạnh rây rây trên cánh đồng. Phía xa sau lũy tre nhà nhà đã lên đèn. Nơi đó có ngôi nhà nhỏ của gia đình Khanh. Chốn bình yên luôn đón cô trở về. Nơi đó
chỉ cần nhìn thấy những người ruột thịt, Khanh chẳng cần phải khóc lóc, gào thét, chẳng cần tìm quên. Mọi buồn đau cũng đều trở nên nhỏ bé.